gì đấy cháu? Gì? Không có ma, không ma. Chỉ có người thôi, không có ma đâu cháu. Ngủ đi, ngủ đi. Khổ lắm. Ngủ đi. Nha. Ngủ đi nào. Đây, có bác đây rồi. Ngủ đi, ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ đi nha. Ngủ đi nha. Đi ngủ đi nào, nào ngủ đi nha. Ngủ đi, ngủ đi cháu ơi. Vâng, hai chị chờ cho một lát nhé. Dạ. Em ơi, làm ngay cho khách đi. Vâng. Nâu ít. Nâu đen không đường, ít đá. Đen đá nóng có đường thêm sữa. Này anh ơi. Anh. Hả? Cái gì? Anh có ghi nhầm không? Đã nâu rồi lại còn đen lại không đường ít đá. Em hỏi lại đi, không em pha nhầm một cái thì chết. Ưu nhỉ? Sao đã nâu lại có đường? Đấy. Mà đen nóng sao lại có đá? Là... được rồi để. Xin lỗi hai chị có thể gọi lại để tôi ghi được không? À, của em là một đen không đường. Một đen không đường. Dạ, của chị... em là một nâu ít sữa. Một nâu ít sữa. Dạ vâng, chị chờ một lát. Chết rồi em, nhầm thật rồi. Đây mà, may mà đầu óc em vẫn còn tỉnh táo nhá. Đọc một cái là đã thấy vắt như lủng ca lủng củng nên anh nghi ngờ ngay. À đi. Đây. Chết, mất ngủ là khổ thế chứ. Tai nọ sọ tai kia. Mang cho khách đã. Ghi nhầm, ghi nhầm. Mời chị ạ. Mời chị. Người như là đi trên mây ấy. Mà tình hình cứ kéo dài thế này, không khéo vợ chồng mình theo ông bà cũng vải sớm thôi anh ạ. Phỉ thui cái mồm em đi. Vậy chả không. Cứ gở mồm đi. Hay là thế này nhé, để anh dọn cái nhà kho cho thằng bé nó lên đấy nó ngủ, biết đâu vợ chồng mình lại được yên. Liệu nó có chịu ngủ một mình không? Nếu được như thế thì tốt quá còn gì nữa. Anh nghĩ là chỉ có cách đấy thì vợ chồng mình mới được giải thoát, mà thằng bé cũng sớm được đoàn tụ với bố nó. Ê, xem nào, điện thoại nào. Anh gọi cho ai đấy? Gọi cho bố nó chứ còn gọi cho ai. Ôi giời ơi, gọi cả tỷ lần với tỏ tay tí đi còn gì, có liên lạc được đâu mà gọi. À đúng rồi, gọi cho quân sư biết tuốt Tạ Đình Lân, thế nào ông ấy cũng có thể giải quyết được, biết đâu lại liên lạc được với bố nó thì sao. Thì bây giờ còn nước phải tát thôi. Ừ. Anh thử gọi đi. Đây. Biết đâu lại tìm được. Để anh gọi cho anh ông Lân nè. Alo. Ừ, ông Lân đây à? Ừ, tôi có một việc nhờ ông giải quyết luôn và ngay nhá. Đây, đi rồi đấy. Ừ. Anh gọi đi. Đấy, em thấy không? Quân sư biết tuốt mà lại cái gì mà chả biết. Đấy, xem nào. Ok. Đây này, xem nào. Alo. Vượng, Vượng đấy à? Ừ, anh Lượng đây. Hàng xóm của em đây. Thế, ừ chào em thế. Ờ, khỏe chứ à? Thì bao giờ thì hai vợ chồng lên đón con về? Ừ, cái thằng Phú nó đang ở nhà anh ấy. Ừ, nó mong gặp em lắm. Ừ, thế nào? Cái gì? Nhầm số à? Nhầm thế nào nhỉ? Ồ thế à? Tôi xin lỗi nhá. Vâng, xin lỗi. Nhầm số rồi em. Thế mà sao được, anh đọc số nào em ghi vào số đấy sao mà nhầm được? Thì thế, chính ông Lân ông bảo là con bật loa ngoài. Mà lúc ấy anh cũng chứng kiến là giọng đúng là Vượng bố nó cơ mà. Có khi nó không dám lên vì trốn nợ, sợ người ta đến bắt ép trả nợ cho nên mới bảo là nhầm số ấy. Trốn gì thì trốn, nhưng mà nó thằng bé nó là con thì bố nó phải lo lắng chứ. Biết đâu đấy, nhớ đâu nó không thích con tìm đến thì sao? Anh không nhớ lần trước đấy à? Ừ. Mình chả gọi nó sang ấy, nó có vẻ hờ hững lắm. Thậm chí nhá, nó không cho thằng bé sang nhà mà trở ngay ngược về quê với mẹ. Thế còn gì? Ôi giời, tưởng hôm nay được ngủ ngon, không phải đếm cừu, thế mà cuối cùng vẫn phải đếm.
hàng đàn. Ui giời ơi, kiểu này thì tiền đình mất. Năm nay chả hiểu làm sao mà đen đủ thế chứ. Tự nhiên có cả một cục nợ 30 cân rơi từ trên trời xuống. Vứt đi thì không đành, lại còn phải tội. Bây giờ thì ôm rơm nặng bụng, chả biết làm nào. À này, hay là vợ chồng mình đi giải đen đi. Cái gì đấy? Nó sao pha vô phần tuổi này rồi còn dở cho à? Mà này, không khéo ấy, nửa đêm thằng bé nó lại tỉnh dậy. Lúc đấy không có lỗ mà trôi xuống đâu. Cái gì? Đầu óc em cứ đen tối thế nào ấy? Thế không đúng à? Anh bảo giải đen là đi ăn thịt vịt, vợ chồng mình giải đen. Ê, chưa mà... chi mà đã nghĩ ta... Làm người ta cứ tưởng. Tưởng gì? Tưởng ở Đài Loan ấy, không ở xứ mình nhá.